Các anh chị, đây là cái cuốn Physician's Desk Reference. Anh chị thấy là cái cuốn này nó dày như cái cuốn từ điển vậy đó. Cuốn đề này là năm 2010. Anh chị có thể mua cái cuốn này và khi mà mình nói chuyện về Pharmanex, mình làm cái reference. Ví dụ như anh chị dở vào trang 2778. Cái trang 2778 đó nó có cái về cái Pharmanex ở đây. Và Pharmanex á, thì người ta có nhiều cái product. Ở trong này có 5 Cordimax, CS4, Lipac, không phải là Lipac Nano nhưng mà Lipac thường thôi, Marine Omega, cái Racimax, nấm linh chi nó nằm ở đây anh chị, và Tea Green. Thành ra đó, giữa một cái cuốn sách rất dày ở đây, một hàng năm đó, đây là những cái sách mà reference cho cái giới bác sĩ đó, thì anh chị thấy là Pharmanex có thể nói đây là một cái tính nghiêm túc mà mình nói khi mà mình giới thiệu với khách hàng, người ta có khuynh hướng người ta tin hơn, đặc biệt là nếu mà mấy anh chị nói chuyện với bác sĩ hay những người mà chuyên môn đấy. Vì cái sản phẩm của Pharmanex nói chung nó là sản phẩm của Nu Skin, nó có nằm ở trong cái cuốn này. Thành ra mình có một vài trường hợp, ví dụ như chị Văn Hoàng hay một số mấy anh em khác đó, dùng cái cuốn này ở vùng Maryland đó, thì khi mà giới thiệu với khách hàng thì người ta rất tin tưởng, đặc biệt là những cái sản phẩm của Pharmanex. Thành ra cái cuốn này nếu mà anh chị, nếu mà anh chị mua cái đời cuốn mới đó, 2011 hay 2012 đó, thì nó trên 100 đồng. Nhưng mà nếu mà mua cuốn cũ như cuốn 2010 này nó có 7 đồng. Cuốn này tương đối nó nặng thì tiền cước có khoảng chừng 5-6 đồng. Nếu mà mấy anh chị mua cái đời cũ hơn 2009 thì nó khoảng chừng 2-3 đồng một cuốn em anh chị. 2-3 đồng một cuốn ha. Nhưng mà tiền shipping 4-5 đồng. Anh chị dùng cái cuốn này đi đâu mang theo để mà giới thiệu cho khách hàng, thì đây là một trong những cái tài liệu rất quan trọng, rất cần thiết khi mà anh chị giới thiệu cái product của Pharmanex. Quên hồi nãy quên nói là anh chị có thể mua ở đâu đó, anh chị vào amazon.com, amazon.com anh chị mua lại những cái cuốn này giá rất là rẻ.